bắt đầu, ba gần về, con trai gần tới. Bắt đầu bây giờ mình nướng cả nhà cho nó mới ngon, nó mới nóng. Đó. Thay vì mấy hôm thịt mình sắc lát lát đúng không? Bây giờ mình không thích sắc lát lát. Cái này là bộ đội khui ra nè, thịt nướng nhưng mà con muốn thịt xay nè cả nhà. Nên mình ăn mình thấy có lý. Nó vừa thơm nè, nằm ở nó vừa mềm mềm, nó ngon. Còn mình nướng cái kia mà mình phải cắt cái da ra, không khéo nó phải sẽ nổ nữa cả nhà. Còn cái này không có nổ. Đó, cả nhà thấy nó hay không? Không có nổ gì. Còn bữa mình để da mình nướng nó nổ. Thấy nó hay hay là mình làm luôn ha. Nó ngon. Đó, các anh chị em nào ăn chưa? Chưa ăn làm thử, thử xem thử như thế nào nha. Bỏ vô cái nồi chiên không dầu cũng được cả nhà. Nhưng mà cái nồi chiên không dầu nó không có ngon, mà nó không có nướng được nhiều như cái này. Nó chỉ được vài miếng thôi là đã đầy cái nồi không dầu rồi, thấy không? Còn cái này mình làm gì đây? Đó, là nó ngon nhất cả cái nách luôn. Rồi đổi nữa mình bỏ nem thêm nữa cả nhà. Đó nem. Một nửa mình nướng, một nửa mình không nướng nha cả nhà. Mình thì thích ăn không nướng. Còn con mình cái đứa nó thích ăn nướng không thì mình không biết, nên cứ mình cứ một nửa không nướng đi. Đó. Trời ơi cả nhà ơi, đứng nướng mà sao chảy nước miếng dữ dằn với trời. Chảy nước miếng, chảy nước miếng. Cái lấy cái tô hút nhúm dưa leo, nhúm rau, bỏ nhúm bún vô, bỏ nem vô, bỏ thịt vô, trời ơi chảy nước miếng. Mỗi lần mình đi về quê là không thể thiếu cái món nem nướng này, bún nem nướng này nha cả nhà. Cái này là món khoái khẩu của nhà mình. Rồi bắt đầu một miếng dưa leo nè cả nhà ơi, rồi một miếng rau thơm nè cả nhà. Rồi bắt đầu bỏ bún vào nè cả nhà ơi. Đây, bún vào một tô ốc nóc luôn, ăn cho nhức nách luôn. Rồi đã xong cả nhà ơi, đó nửa chiên, nem nửa nướng, một nửa không nướng, ai ăn gì ăn. Rồi cả nhà nhìn cái tô nước mắm này cả nhà, nhức cái nắp chưa cả nhà. Đó, cái này là mình làm cho nó đỏ thôi, cho nó không có cay nha. Bắt đầu cắn vài trái ớt xiêm nữa là nhức cả cái nắp luôn. Rồi bây giờ mình bỏ thịt vào, bún vào đây nữa, mình ăn mình quất. Ok, mời cả nhà ăn bún nem nướng. Ok.